Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 13.958 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng số tiền cho vay 671,3 tỷ đồng, tăng hơn 239 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh hiện đạt hơn 7.530 tỷ đồng, với 167.787 khách hàng còn dư nợ. Một số chương trình có dư nợ cho vay lớn là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, 3.847,7 tỷ đồng, chiếm 81% tổng dư nợ cho vay. Giải quyết việc làm và người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 1.169 tỷ đồng. Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là hơn 988 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh 0,12% tổng dư nợ, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra là duy trì dưới 0,2%. Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách Xã hội, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Công tác huy động tiền gửi của các tổ chức cá nhân để tạo thêm nguồn vốn cho vay còn khó khăn, chưa ổn định. Một số địa phương chưa chuyển đủ nguồn vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay.